truyện Một thiên thần mang dây xích Dài tuần lễ trước Giáng sinh Becky, con gái 4 tuổi rưỡi của tôi Mặt đỏ bừng vì phấn khích Leo qua hàng rào trong chuồng gia súc Khi tôi đang cho một con bê con bú bình Hổn hển nói Mẹ ơi, mẹ ra coi nè ra coi thiên thần đeo dây xích tôi định hỏi becky con định nói gì vậy thì tôi giật nảy người bên ngoài cái cổng gỗ gần bụi xương rồng là một người lạ da nâu bóng như được xoa dầu cao hơn hai mét mang một đôi ủng mô tô cũng to quá khổ. Anh ta thắt một dải băng quanh đầu, với những lọn tóc loa xòa trước trán. Trong ánh nắng sớm của một ngày tháng chạp lạnh giá, trông anh ta giống như một vị thần từ trong cái chai vừa thoát ra. Những hình xăm màu tím trên cánh tay cuồn cuộn cơ bắp lộ ra ngoài tay áo vét một vết sẹo sâu rạch ngang má trái và một chiếc dao găm bằng bạc bé tí lủng lẳng một bên tai rồi những sợi xích ở ủng ở thắt lưng và lòng thòng trước ngực khiến tôi lấy làm lạ sao becky lại gọi anh ta là thiên thần tôi nhìn sang chiếc mô tô Harley Davidson dựng gần cái máy bơm nước cuối con đường bẩn thỉu trước nhà. Bên kia đường, gần hàng rào dây thép, là một bọn người tới tả, đèn đúa, lấm lem dầu mỡ, đang quần xe mô tô. Trên vai áo rắc kết của họ, lấp lánh chữ Health Angels, nghĩa là những thiên thần ở địa ngục Băng nhóm những thanh thiếu niên du đảng Thường mặc áo da Cởi mô tô phân khối lớn Đi quậy phá nơi này nơi khác Rất phổ biến ở Mỹ Vào những năm 60 và 70 Đó là năm 1974 Tôi đã đọc nhiều về băng nhóm này Những câu chuyện rùng rợn bí ẩn của một nhóm thanh niên khét tiếng với những vụ giết chóc bố ráp trộm cướp và nghiện ngập ma túy chồng tôi đang dự hội chợ gia súc tận casa grand tôi ở nhà một mình với lũ trẻ làm thế nào mà đám thanh niên này lại có mặt ở một trang trại gia súc cách tóc sơn cả trăm dặm như thế này mẹ ơi mẹ biết không chú ấy tên là rip đó becky chui qua hàng rào và nắm lấy tay anh chàng nọ xe của chú ấy bị hư á nó kéo anh ta bước tới chỗ tôi đứng mặc dù bước đi anh ta trông còn to lớn hơn khi đứng nhưng tôi để ý thấy anh ta nhìn xuống becky như để tìm sự che chở anh ta cúi đầu và đôi mắt bối rối, e dè nhìn vào mắt tôi. Um, um, thưa chị, tôi là Rip Ba Lâu. Um, bây giờ cũng đã sắp tối rồi, nhưng hai người bạn của tôi phải đi ra thành phố để mua phụ tùng thay thế cho xe. Tới ngày mai họ mới về kịp. Chị có thể vui lòng cho chúng tôi cắm trại gần cổng nhà chị tối nay được không? "Ừm, uhm, chúng tôi sẽ không làm phiền chị đâu. À, chúng tôi chỉ... chỉ muốn xin một ít nước. Làm sao tôi dám từ chối? Mặc cho vẻ bề ngoài gây sốc và tai tiếng của nhóm thiên thần sống ngục của họ. Tôi cũng cảm thấy yên tâm khi trả lời được thôi tôi nhìn ra đám bạn của anh ta ngoài cổng tôi nói thêm um, nhưng mà đừng có hút thuốc nha ở đây có nhiều thứ dễ cháy lắm đó Rip nói à chị đừng lo lắng gì về chuyện đó um, từ New Mexico tới đây tôi thấy bảng cấm lửa treo đầy mà Cậu ta cảm ơn tôi trước khi quay ra với bạn mình. Ừ, nhưng mẹ ơi, các chú ấy còn ăn tối nữa chứ. Ừ, mẹ biết không? Ừ, mấy chú đó không có đồ ăn đâu. Becky nói. Ừ, nhưng mà con có biết bao nhiêu người ngoài kia tất cả không? Ừ, 11 người. À, à mà không, 9 người. Chú Rắc và chú Ti đi Tuscan, còn chú Rip, à, tất cả là để con coi, một, hai, ba, bốn, mười người. Nó trả lời ngay. Chú Jack, rồi lại còn chú Ti, chú Rip gì gì nữa. Tôi không biết nó đã chơi ngoài cổng bao lâu. Phải đủ lâu để có thể đếm được chừng đó người, và nhớ tên, làm quen nữa chứ trẻ con thường là như vậy nhất là với những đứa không có bạn như becky sau những chuyện này tôi phải trông chừng nó kỹ hơn nhưng lúc này đầu óc tôi lại nghĩ đến việc ăn uống của mấy anh chàng này tôi đã từng mời cơm những người lỡ đường những người nuôi gia súc những chàng cao bồi và những người mexico lang thang tìm việc. Có hại gì không? Nếu tôi mời cơm một băng thiến thần như thế này. Lát sau, mười người đều ngồi xung quanh chiếc bàn lớn dưới gốc cây bông giải, uống trà đá. Trong khi Becky trình bày tiết mục biểu diễn thời trang búp bê. Khi họ ăn ngốn ngấu, món bánh chiên và đậu, tôi hỏi các cậu định đi đâu vậy? Los Angeles. bọn họ đồng thanh trả lời. Nhiều người trong số đó đến từ Chicago, New Orleans, Boston, New York, trước khi gặp nhau trong cuộc đua mô tô Harley-Davidson ở Sturgis, bang South Dakota, và đã rong ruổi trên chiếc mô tô hai năm trời. Thế còn gia đình các cậu thì sao? tôi hỏi. Chỉ một số trả lời, nhưng, Rip, anh chàng trưởng nhóm, lầm bầm trong miệng. Ở Baltimore, cách đây hơn 4.000 cây số. Sáng hôm sau, thân hình đồ sộ của Rip hiện ra ở cửa bếp, có vẻ không vui. Jack đã về. Phụ Tùng không có sẵn và chúng tôi phải chờ vài ngày nữa chị chị có thể cho chúng tôi ở lại không à, chúng tôi có thể cào cỏ à, chùi rửa chuồng trại giúp chị mà được thôi tôi nghĩ mấy chú cũng chẳng đi xa được với cái xe như vậy đâu tôi tỏ ra vui vẻ nhưng anh chàng thì vẫn rầu rĩ à mà chị ơi Tụi tôi bây giờ có tới 12 người lận đó. Tôi biết, anh ta đang muốn nhờ tôi lo giúp chuyện cơn nước. Thế là, chừng này người bắt tay vào việc. Nhiều người làm tốt hơn tôi mong đợi. Loáng một cái, đã dỡ xong một đống cỏ khô lớn từ trên xe xuống. Sửa lại hàng rào, và tự nguyện chạy đi chạy về Tuscan để mua đồ ăn tôi để ý thấy bọn họ cười đùa và nói chuyện suốt tại sao không nhỉ tôi nghĩ những chàng trai này không bị ràng buộc không có trách nhiệm với ai lạ lùng nhất là anh chàng rip to con không những làm việc chăm chỉ nhất mà lại còn thích chơi với becky nữa becky cũng vậy nó chỉ cho anh ta cách cho con bê non mất mẹ bú bình cách lấy trứng gà từ trong ổ trên cái trái bếp thấp nhất thì phải cúi người xuống để khỏi đụng đầu nó bắt con gà con mới nở để lên bàn tay to bè của anh ta anh ta há miệng ra như con nít lần đầu tiên được thấy ông già noel ba bữa ăn một ngày trên chiếc bàn ăn trong giường chiếm hết thì giờ của con bé khiến nó quên cả những con búp bê mặc dù chưa đi học nhưng becky đã biết đọc tôi quan sát tình bạn càng ngày càng thân thiết giữa becky và anh chàng to lớn khi hai người đọc chung một cuốn sách có thể nào đứa con gái nhỏ của mình đã làm thay đổi con người anh ta. Cái vẻ đại ca rất ngầu của anh ta, chừng đã dịu đi, và tôi thấy cả một cuộc sống lóe lên trong mắt anh ta. Khi Becky dò ngón tay bé bổng của mình dưới những con chữ nhiệm màu, kể cho vị thiên thần nghe câu chuyện giai nhân và quái vật. Trip dõi mắt theo. Anh ta lắng nghe. Tôi tự hỏi, liệu anh ta có biết đọc không? Nhưng mà có sao đâu. Chính cuốn vở tô hình và những cây bút chì màu của Becky đã làm cho đôi mắt u ám ấy trở nên tươi sáng. Chú biết không, cháu thích nhất là màu đỏ và màu xanh á nhưng cháu sẽ chia cho chú một màu nha, được không? Chẳng bao lâu, những cây bút chì màu trong bàn tay to bè của anh ta đã tạo nên điều kỳ diệu. Rip sai một thiên thần trong nhóm, đi Tuscan mua thêm bút chì và sách tô màu. Hai ngày sau đó, anh ta chỉ cho Becky cách làm thế nào tạo ra những màu khác từ những màu căn bản và tô lên nền trời màu trắng, cảnh bình minh, cảnh hoàng hôn và cầu vồng. Dần dần, mỗi trang trong cuốn vở tập tô màu của Becky trở thành một tuyệt tác của Rip. Chú không thích các màu tối. Ai cũng có thể tô màu đó được. Một lần, Rip nói với Becky. Sau đó, anh ta nắm hai bàn tay trắng trẻo nhỏ xíu của Becky trong đôi tay to bè và rám nắng của mình rồi nói: "Cháu à, khi tô màu á, cháu phải nhớ điều quan trọng nhất á là không được vượt ra khỏi các làn răng nha." Vào ngày thứ ba, Becky buộc miệng hỏi: "Chú ơi, chú có ba mẹ không hả chú?" không trả lời mà gồng cánh tay lên, khiến hình chiếc thuyền trên một cánh tay trông giống như đang quặn lên trong cơn bão, còn thân mình con rồng bên cánh tay kia uốn cong lại như muốn tấn công. Nhưng trước đây, anh ta đã cho Becky xem cảnh này rồi. Vì vẫn còn thắc mắc nên nó lại hỏi nữa. Một cách bất đắc dĩ, anh ta mở nút cái bao nhỏ đeo chỗ thắt lưng và lấy ra một tấm hình chụp người phụ nữ tóc bạc đeo kính. Bàn tay bà mẹ đặt nhẹ lên vai một cô bé. Đó là mẹ của chú đó. Còn đây, đây là Jasmine, con gái chú. Ừ, chắc là cùng tuổi với cháu đó ôi ước gì chị ấy có thể đến đây chơi với cháu rip nhìn bức ảnh hồi lâu mẹ của chú chăm sóc jasmine nhưng bây giờ bà bị tăng nhãn áp nên không nhìn thấy rõ nữa becky nhìn sững rip rồi với sự khôn ngoan con trẻ của mình, nó hỏi Rip. Nếu bà không nhìn rõ, thì ai sẽ dạy cho chị ấy đừng vượt ra khỏi làng ranh? Rip lắc đầu. À, chú. Đến chiều tối thứ năm, các thành viên đi mua phụ tùng đã về. Rip phải làm việc suốt đêm để sửa xe vì sáng sớm mai là mọi người sẽ lên đường mặc dù khoảng sân và các bụi xương rồng đã được dọn sạch và những thanh niên kia đang rót nước lạnh vào các bi đông tôi cũng cảm thấy dường như họ vẫn còn áy náy không cần bữa sáng đâu chị à chúng tôi đi bây giờ mà một người nói rồi nhìn sang rít Tôi không biết giữa bọn họ đã xảy ra chuyện gì. Bọn họ cãi nhau à? Bất đồng chuyện gì sao? Để tránh làm kinh động lũ gà và lũ ngựa, từng chiếc mô tô được dắt ra. Từng người cảm ơn và xin chào. Rip là người ra sau cùng.